Sau nhiều ngày ghi nhận số ca mắc liên tục tăng cao thì hai ngày trở lại đây, các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 được ghi nhận tại tỉnh Điện Biên đã có chiều hướng giảm. Nếu như ngày 8 tháng 3 số ca mắc COVID-19 giảm 36 trường hợp so với ngày trước đó, thì hôm nay 9 tháng 3 tỉnh ghi nhận 2.265 ca mắc mới, giảm 507 ca so với ngày 8 tháng 3. Số ca mắc ngoài cộng đồng trong ngày là 1.099 bệnh nhân, giảm 227 ca so với ngày 8 tháng 3 bệnh nhân được phát hiện tại trạm y tế, khu phong tỏa, khu cách ly tập trung là 1.166 ca, giảm 280 ca. Các địa phương có số ca mắc trong ngày cao là thành phố Điện Biên Phủ 789 ca, huyện Điện Biên 611 ca, tuần giáo 317 ca, Mường Ảng 174 ca, Nậm Pồ 110 ca. Tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến 20 giờ ngày 9 tháng 3 năm 2022 là 31.648 bệnh nhân, trong đó điều trị khỏi cho 13.387 bệnh nhân, đang điều trị cho 18.297 bệnh nhân. Có 6 bệnh nhân tử vong do mắc COVID-19 đồng thời có bệnh lý nền nặng.